Rồi, xin chào mọi người trở lại kênh Miệt Vườn Trà Vinh. Hôm nay là ngày 6 tháng 10, mình xin tiếp tục làm video cập nhật tình hình giá ớt hiện tại ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh của mình. Sau bữa trước thì giá đang tăng ở 30 đến 32 ngàn một ký, thì bữa nay giá ớt giảm xuống nhé các bạn. Giá ớt hiện tại ở dưới huyện Cầu Ngang của mình bữa nay là ớt tơ loại 1 còn 28 ngàn. Ớt loại 2 bữa nay là còn được 21 ngàn nhé các bạn. Đấy, mình xin cập nhật lại này, giá ớt tơ loại 1 bữa nay còn 28 ngàn, giá ớt loại 2 bữa nay còn 21 ngàn. Giá này thì tăng được mấy ngày rồi, bữa nay thương lái lại trả giá cho mình thì giá có xu hướng giảm xuống mấy ngàn một kg nha các bạn. Giá đậu bắp thì bữa nay vẫn dao động từ 5 đến 6 ngàn một ký. Giá bí thì bữa nay cũng dao động từ 16 đến 17 ngàn một ký. Tình hình giá ớt còn phụ thuộc rất nhiều vào cái xuất khẩu nên là giá có thể thay đổi hoặc là lên xuống thất thường, thì khi nào mà có giá thì mình sẽ làm video cập nhật tình hình hiện tại. Ngày hôm nay là ngày 6 tháng 10, mình cập nhật lại là tình hình giá ớt tơ loại 1 là bữa nay 28 ngàn, giá ớt loại 2 là bữa nay 21 ngàn. Trong quá trình coi video thì mọi người có giá ở những nơi khác thì mình cũng có thể comment trực tiếp ở phía dưới video để cho những người coi cùng coi kênh thì để cập nhật cái tình hình giá cả ở mọi nơi để cho mình buôn bán cho nó đúng. Kênh YouTube Miệt Vườn Trà Vinh của mình thì ngoài cái video cập nhật tình hình giá ớt thì mình có những cái video hướng dẫn trồng ớt, rồi trồng rất là nhiều cái loại cây ở dưới miền Tây, thì mọi người cứ bấm nút đăng ký và bấm cái chuông ở phía dưới video á, hoặc là bấm cái kênh của mình trên chỗ cái tiêu đề mình có ghi sẵn á, thì mọi người sẽ được cập nhật trực tiếp những cái video. Còn khi nào mình bấm đăng ký thì những lần mình ra những video mới thì mọi người sẽ được tự động nó sẽ gợi ý thì mình khỏi cần tìm kiếm. Ngoài giá ớt thì mình có những video hướng dẫn rất là cụ thể cái cách trồng ớt, trồng cà chua, cà tím, đậu bắp rất là cụ thể trong kênh, thì mọi người cứ vô kênh tham khảo. Anh em nào có vấn đề thắc mắc thì mình cũng cứ comment trực tiếp ở phía dưới thì mình sẽ hỗ trợ giải đáp. Mình xin cập nhật lại nha, tình hình giá ớt hiện tại hiện nay ngày mùng 6 tháng 10 thì giá ớt tơ loại 1 bữa nay được 28 ngàn, giá ớt loại 2 thì bữa nay được 21 ngàn, giá đậu bắp thì bữa nay 5 ngàn, giá bí dao động từ 16 đến 18 ngàn. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất của mình. Trong quá trình coi thì ai có thắc mắc hoặc là có những kiến thức gì chia sẻ thì mọi người cũng cứ comment trực tiếp ở phía dưới để cho mọi người coi kênh cùng tham khảo. Rồi, xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại mọi người ở những video ngày mai. Thì cứ khi nào mình đi cân ớt hoặc là thương lái báo giá cho mình thì mình sẽ cập nhật tất cả những cái video hoặc là giá cả mới nhất lên kênh. Mọi người cứ bấm đăng ký để cập nhật những video mới nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video ngày mai nha.